Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để xây dựng âm giai thứ. Thì đầu tiên mình có công thức của âm giai thứ. Âm giai thứ cũng có 8 bậc tương ứng với lại 8 nốt. Nhưng khoảng cách giữa các bậc so với âm giai trưởng thì nó đã thay đổi. Chúng ta có bậc 2, có bậc 3 và bậc 5, có bậc 6 là cách nhau nửa cung, còn lại cách nhau một cung. Đó, nó khác cái âm giai trưởng ở chỗ đó. Bây giờ là về các bước xây dựng thì nó cũng giống âm giai trưởng thôi. Chúng ta cũng có hai bước. Bước 1 viết 8 nốt liền bậc theo thứ tự cao độ tăng dần. Bước 2 điều chỉnh cao độ các nốt cho đúng với công thức. Các bước thực hiện thì nó giống với lại xây dựng âm giai trưởng, nó chỉ khác nhau ở phần công thức. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành một ví dụ xây dựng âm giai pha thăng thứ. Đó, bước 1 viết 8 nốt nhạc liền bậc theo thứ tự cao độ tăng dần. Nốt bắt đầu và nốt kết thúc là tên nốt chủ âm. Đó, thì các bạn thấy là chúng ta đang xây dựng là âm giai pha thăng thứ. Thì chúng ta sẽ viết 8 cái nốt nhạc tương ứng với 8 bậc nha, theo thứ tự cao độ tăng dần. Và âm giai của chúng ta là pha thăng thứ thì ở đây nó phải là có dấu thăng này. Đó, ở đây cũng phải có dấu thăng. Những cái nốt ở trong đây thì mình chưa biết, bởi vì mình phải tiến hành mình xây dựng theo công thức thì mình mới biết được là các nốt ở trong đây nó như thế nào. Nhưng mà cái nốt chủ âm thì chúng ta phải theo cái âm giai mà chúng ta cần xây dựng. Pha thăng thì các bạn phải có dấu thăng ở đây. Đó. Rồi, 8 nốt đúng không? Pha thăng, son, la, si, do, re, mi và kết thúc ở pha thăng, tương ứng với lại 8 bậc. Rồi, công thức âm giai thứ của chúng ta thì bậc 2, 3 và bậc 5, 6 cách nhau nửa cung, còn lại là cách nhau một cung. Đó, các bạn đưa cái công thức vào. Ở đây mình cũng chuẩn bị cái hệ thống cung để các bạn tiện theo dõi này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau tiến hành xây dựng. Các bạn luôn luôn chú ý là cái nốt chủ âm thì sẽ luôn đúng nha. Chúng ta không được phép thay đổi nốt chủ âm. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Đầu tiên là pha thăng qua son. Thì trên thực tế pha thăng đây, son đây cách nhau nửa cung. Nhưng mà theo công thức của chúng ta thì bậc 1 có bậc 2 phải cách nhau một cung. Như vậy thì chúng ta phải nâng cái anh son này lên thêm nửa cung nữa, thành anh son thăng thì nó mới đúng. Đó. Tiếp tục từ son thăng qua la. Trên thực tế son thăng đây, la đây cách nhau 0,5 cung. Mà theo công thức của chúng ta là bậc 2 có bậc 3 thì cũng cách nhau 0,5 cung. Như vậy nốt la của chúng ta giữ nguyên, không cần thay đổi. Tiếp tục la qua si. Trên thực tế la qua si cách nhau một cung này. Đó. Mà theo công thức của chúng ta bậc 3 qua bậc 4 cũng là một cung. Như vậy nốt si chúng ta lại tiếp tục giữ nguyên, không cần thay đổi. Si qua đô. Trên thực tế của chúng ta si qua đô là 0,5 cung. Đây, si qua đô này cách nhau 0,5 cung. Nhưng mà yêu cầu về công thức thì bậc 4 có bậc 5 phải cách nhau một cung. Vậy thì chúng ta phải tiến hành thăng cái anh đô này lên. Như đó là thành đô thăng, nó mới là chính xác. Tiếp tục từ đô thăng qua rê. Trên thực tế đô thăng qua rê cách nhau nửa cung. Và theo công thức 5 qua 6 cũng cách nhau nửa cung. Như vậy nốt rê này, đô thăng qua rê, nốt rê này chúng ta sẽ giữ nguyên. Đó. Tiếp tục từ rê qua mi. Trên thực tế rê qua mi cách nhau một cung. Và theo công thức bậc 6 qua bậc 7 cũng là một cung. Như vậy nốt mi chúng ta giữ nguyên. Và khi các bạn đã tính tới cái bậc 7 này rồi thì mặc định từ cái bậc 7 qua bậc 8 nó sẽ là cách nhau một cung luôn. Có nghĩa là các bạn không cần điều chỉnh nữa. Nếu như các bạn làm đến bậc 7 mà các bạn so sánh từ 7 qua 8 mà nó không đúng, có nghĩa là các bạn đã bị sai cái nốt nào đó ở trong đây. Đó, như vậy khi mình làm đến đây thì mặc định là cái nốt mi qua pha thăng nó sẽ đúng rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ có âm giai của pha thăng thứ là có 8 nốt: pha thăng, son thăng, la, si, đô thăng, rê, mi và nốt pha thăng kết thúc. Và từ cái âm giai này thì chúng ta cũng suy ra được cái hóa biểu của giọng pha thăng thứ. Đó, cũng có 3 dấu thăng: pha thăng này, đô thăng, son thăng, pha thăng, đô thăng, son thăng. Đó. Ok, và nội dung cần nhớ của chúng ta trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã học về công thức của âm giai trưởng và âm giai thứ. Thì các bạn sẽ thấy là âm giai trưởng và âm giai thứ có tất cả là 8 bậc ha, nó đều giống nhau có 8 bậc. Nhưng nó khác nhau về cái phần khoảng cách giữa các bậc.
Ở âm giai trưởng, bậc 3-4 cách nhau nửa cung, 7-8 cách nhau nửa cung. Nhưng ở âm giai thứ thì 2-3 cách nhau nửa cung, 5-6 cách nhau nửa cung. Đó, đây chính là cái yếu tố mà sắp xếp có hệ thống mà lúc nãy mà mình đã đưa ra ở cái phần khái niệm đó. Đó, nó có hệ thống này. Sắp xếp theo cái hệ thống này thì nó là âm giai trưởng, mà nếu các bạn sắp xếp theo cái hệ thống này thì nó là âm giai thứ, khác nhau. Và chúng ta xây dựng âm giai trưởng và âm giai thứ có hai bước thì các bạn sẽ phải nhớ cho mình bước 1 này, bước 2. Đó. Và ở đây thì mình có cái yêu cầu là các bạn chỉ cần thuộc công thức âm giai trưởng, công thức âm giai thứ và các bạn thực hành nhuần nhuyễn xây dựng âm giai đó, thực hành nhuần nhuyễn. Không cần học thuộc âm giai của từng giọng ha. Ví dụ âm giai của giọng đô là gì, không cần học thuộc, âm giai của giọng son là gì cũng không cần học thuộc. Các bạn chỉ cần thuộc cái công thức âm giai trưởng, âm giai thứ, thuộc mà gọi là thuộc lầu lầu trong đầu ấy nha. Và phải thực hành nhuần nhuyễn các bước xây dựng âm giai. Như vậy là ok. Và mình cũng đã chuẩn bị một số cái bài tập để các bạn thực hành. Ở đây thì mình sẽ có bài tập là xây dựng âm giai của các cái giọng sau đây. Giọng đô trưởng này, giọng la thứ, rê trưởng, si thứ, đó. Tất cả là chúng ta sẽ tiến hành thực hành xây dựng 12 giọng, 6 giọng trưởng và 6 giọng thứ. Đó, các bạn xây dựng cho mình. Và sau khi các bạn xây dựng được 12 cái giọng này thì các bạn tiến hành so sánh âm giai của các giọng trên. Các bạn thấy là mình để giọng đô trưởng xong mình gạch ngang giọng la thứ, tức là mình viết nó cùng một hàng á, thì các bạn thử so sánh hai cái giọng này. Cũng tương tự như vậy, so sánh rê trưởng và si thứ, rồi so sánh giọng mi trưởng và giọng đô thang thứ. Đó, các cái hàng đó các bạn so sánh thử xem nó có cái gì giống nhau. Thì đó là cái mà chúng ta chuẩn bị để chúng ta học ở trong cái bài học tiếp theo. Và ở đây thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ trả bài ở trong group học guitarpro.com. Các bạn sẽ phải comment đúng bài cần trả. Thì để mà comment được đúng bài cần trả thì các bạn sẽ làm như sau. Nếu các bạn sử dụng máy tính thì các bạn sẽ truy cập vào trong group học guitarpro.com. Đó. Và ở phần bên đây chúng ta sẽ có chủ đề phổ biến trong bài viết. Các bạn sẽ bấm vào phần nhạc lý nâng cao và các bạn tìm bài mà chúng ta cần trả. Đối với những bạn mà sử dụng điện thoại để truy cập Facebook thì các bạn cũng tham gia vào trong group học guitarpro.com. Và ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có các cái danh mục để chúng ta lựa chọn. Thì các bạn sẽ trượt cái danh mục này qua bên trái. Khi đó nó sẽ xuất hiện mục chủ đề. Các bạn bấm vào mục chủ đề và tiếp đến chúng ta sẽ chọn nhạc lý nâng cao, sau đó các bạn sẽ chọn bài học mà các bạn cần trả. Và nội dung của bài học ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo. Xin chào.